Tiểu sử thủ môn Lại Thị Tuyết. Nữ cầu thủ Lại Thị Tuyết sinh ngày 27 tháng 4 năm 1993 tại Hà Nam. Cô hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Năm 2006, Lại Thị Tuyết được phát hiện và đưa vào tập luyện bởi thầy Phạm Hải Anh. Chỉ sau 4 năm vào tập luyện ở đội năng khiếu Hà Nam, Lại Thị Tuyết đã có cho mình danh hiệu đầu tiên. Đó là chức vô địch giải U19 năm 2010 và lần thứ hai vào năm 2012. Tài năng của Tuyết được ghi nhận ngay từ khi đó với hai giải cá nhân là thủ môn xuất sắc nhất giải U19 năm 2011 và 2012. Cô và đồng đội đã vô địch giải bóng đá nữ vô địch quốc gia năm 2018. Một năm sau, Lại Thị Tuyết cùng đồng đội Phong Phú Hà Nam đã vô địch cúp quốc gia 2019. Cá nhân cô cũng giành giải thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Trong màu áo đội tuyển, Lại Thị Tuyết lần đầu tiên được gọi triệu tập vào năm 2012. Cô phải cạnh tranh vị trí với rất nhiều cái tên đáng gờm từ Kiều Trinh cho đến Kim Thanh. Cô cùng đồng đội đã vô địch AFF Cup 2019, huy chương vàng SEA Games 30 và 31. Cô gái này không chỉ nổi bật với phong cách thi đấu đầy máu lửa trên sân cỏ, mà còn thu hút mọi người bởi gương mặt xinh đẹp.